Ơi dê ơi dê ơi ui ơi ui nguy hiểm quá. Ôi rắn đâu? Chui xuống đây rồi. Phải rắn đâu, chùa thôi. Chùa đã dê lan sắm à dê thì bay mát thiện sắc. Xem xác lão ông phải bố. Thế nó Nga tên là phim là phải học ở thằng tổ này. Nâng mà thằng tổ. Ôi này sao này phải đá nó với thằng tổ nó. Thằng tổ lắm à. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu được lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Cũng khá là lâu rồi là chưa có gặp ông ở nhà cả cô bác ạ. Trong thời gian vừa rồi thì các bác cũng biết được rằng là ông lên trên rừng là vẫn chưa thấy về cô bác. Hay thì hôm nay cháu lực xuống để mà gặp ông xem là ông có ở nhà không. Hôm qua thì em Sử có đi đón ông cho các bác đấy, nhưng mà hôm qua thì chưa có gặp. Có vẻ như là em Sử đang đi đâu các bác ạ. Ôi, đi đâu ấy Sử? Đi đâu ấy? Đi đón ông. Đi đón ông à? Rồi anh chào Sử nhá, đi tận đâu đón? Trên rừng á? Thế hôm qua là đi là không gặp à? Vâng. Hôm qua là đi tận đâu mà không gặp ông? Đây ạ. Hôm qua là đi bên này à? Vâng. À, thế là hôm nay về nhà thì mới biết là ông ở bên này à? Vâng. À, thế thì bây giờ cháu Đức sẽ cùng em Sử là đi đón ông xem là ông lên trên rừng mấy ngày hôm nay để làm cái gì nhá. Đi xe máy được đi à? Vâng. À, thế thì Sử đi trước đi. Lên trên xong đợi anh nhá. Vâng. À, chỗ này thì không có dẫn lên rất là khó để có bác này chỗ này ấy. Phải là trời nắng như mấy hôm nay thì mới lên thì mới khó, mới dễ dàng. Hôm nọ thì còn mưa đấy các bác này, tạo thành những cái vết lầy khá là lớn. Đây anh nhá Sử ơi. Đi ra bên này à? Vâng. Rồi, hãy đợi anh đã. Đi có xa không Sử? Có à? Thế là mình đi xe máy được đến tận nơi không? Không đến đâu. Không đến đâu á? Ủa. Đường có vẻ đi rất là khó đấy cô bác ạ, đường này ấy. Hôm nay là đường đi vào rừng già à? Vâng. Hay là đường đi vào nhà ai Sử? Bên đấy cũng có nhà. Bên đấy là có nhà à? Vâng. À. Thế là hôm qua là Sử đi một ngày là cũng chưa gặp ông à? Vâng. Đây ông thì hiện tại là biết tin được rằng là ông vẫn còn gọi là không có bị làm sao, có bạn không có gặp vấn đề gì ở trong rừng cả. Đấy, nhưng mà mấy ngày rồi ông cũng chưa về đến nhà, thế cho nên là em Sử cũng khá là lo lắng, khá là sốt ruột, cho đi đón ông về luôn. Đường này đi khá là khó đấy nhở, đường này ấy. Có vẻ như là Sử đi đường này khá là quen rồi cô bác ạ. Tay lái của em thì rất là lụa rồi. À, trên này cũng có mấy hộ gia đình nhở, đây ấy. Ui dồi. Lên trên này à? Vâng. Thế là mình để xe ở đâu ấy? Để đây à? Ui dồi, lên nữa à? Ui chỗ này thì có vẻ như là
Là mưa còn là chưa có được khô đường mấy đâu. Ôi dồi, mình để xe từ đâu ấy? Trên này à? Trên này à? Đây à, vẫn còn đường đi à? Nhưng mà đi lấy củi thì có lấy được xe máy đi chở không? Đi được một đoạn thôi. Đi được một đoạn thôi à? À. Đấy, đến này thì có vẻ như là khá là trơn rồi các bác ạ. Thế là mọi lần là lấy xe để đây à? Vâng. Ồ, thế hôm qua là em A Sử đi ra phía bên kia là chưa có gặp ông các bác ạ. Ủa, chỗ này gọi là rừng già rồi à Sử? Vâng. Ủa, có vẻ như là bà con ra đây lấy những cây vầu này khá là nhiều này các bác này. Cây vầu này thì bà con lấy để làm gì Sử, cây vầu đấy? Để khô lấy làm củi thôi. À, để khô lấy làm củi thôi à? Vâng. Thế cái rừng này thì là mình muốn chặt thì là mình ra đây chặt thôi à? Vâng. Ôi, có vẻ như là đường vào đây có vẻ như khá là chill này các bác này. Nhìn trông như kiểu là phim, trông như kiểu là ở bộ mấy mấy khung cảnh mà phim Trung Quốc ấy. Thế là mình phải vừa đi vừa gọi đấy thì mới thì mới biết là ông ở đâu đấy. Có vẻ như là ở trên này là bà con cũng trồng là thảo quả hay sao đấy cô bác ở trong rừng già ấy. Thế là Sử cho anh hỏi ấy, là ông lên trên rừng thì hôm nọ là ông đem theo gạo đi theo à? Vâng. Hay ở đây thì là thưa các bác ạ, bà con lên trên rừng đấy thì là cũng có gọi là làm những cái lán ở trong rừng để mà đi khai thác. Đi khai thác ấy, thành ra là ông là ở đại đấy luôn. Cái gì đây? Ui ôi. Ông gì to đấy Sử? Ống nước rồi. Ống nước á? Vâng. Ui. Ở đây có vẻ như giống như con rắn đấy. Đúng rồi. Ui. Nhìn trông như con rắn đấy cô bác ạ, từ trên kia xuống đấy. Liêng đấy à? Vâng. Dê ơi. Dê ơi. Liệu ông có ở phía bên này không nhỉ? Không biết đâu. Thế là mình đi tìm thôi. Cứ đi tìm thôi à? Vâng. Đi cắt củi nhiều đấy nhỉ. Ôi đây có củi. Nãy không lấy dao về nhờ. Vâng. Xem là ông tí có lấy củi ở đâu không? Không có lấy. Nhưng mà củi thì anh em mình lấy về luôn. Tại vì là ông vừa lên trên rừng để mà lấy củi nữa. Vừa đi tìm tổ ông nữa đấy cô bác. À đây này, có phải ông để đây không? Không biết đâu. Ôi có vẻ như là ông để đây một bác củi này cô bác này. Ôi nhưng mà đây có khi là không biết là có phải không nhỉ? À. Tại vì là cái nằm này cô bác này nó đã khô rồi ấy. Những bó củi này thì mình lấy về được không? Không phải của ông không dám lấy. Không phải của ông thì không dám lấy à? Vâng. Nhưng mà phải của ông để lại thì một tí mới dám lấy được. À. Nhưng mà liệu một tí anh em mình còn về đường này nữa không ấy? Có. Dê ơi. Ôi giời, vào trong rừng sâu thì có vẻ như là càng vào sâu là càng âm u đấy. Ở đây thì cháu Lực cũng rất là sốt ruột của bác ạ. Khi mà không biết là ông đi vào rừng mấy ngày là ông ăn cái gì để mà ông sống sót nữa. Ôi, cái cây này thì ăn rất là chua hay sao Sử nhờ? Dạ.
Cây này. Chua không bác ạ? Ui, anh em mình bây giờ đi vào đường nào nữa? Bên này thì... Như này. Ui, đây thì có vẻ như là... ai lấy củi để đây rất là nhiều này cô bác này. Có khi là đi vào trong rừng sâu là lấy củi là... Lấy xong là để quên, không biết là để đâu ấy. Bạn cameraman thì có vẻ như là sắp ngã rồi. Em làm cameraman ấy. Thế cái chỗ nào mà là ông hay đi lấy tổ ông à Sử? Đi lấy mật? Không biết đâu. Không biết á? Dê ơi! Dê ơi! Dê ơi! Vào trong, vào đây thì có vẻ như là rừng sâu hơn thôi. Nhìn cái này như kiểu là con rắn xanh ấy Sử ạ. Vâng. Đây này anh nhìn thấy. Có vẻ như là vào rừng này có rất là nhiều những cái thảo dược ấy, cho nên là phải biết thì mới biết lấy. Thử gọi Sử, thử gọi xem nào, Sử ra bên đấy gọi nhá, anh em bên này. Vâng. Thế là mỗi anh em chia nhau để mà đi tìm ấy. Dê ơi! Dê ơi! Lấy cái... Đấy là rau gì đấy Sử? Rau ăn rồi. Rau nó chưa hải lấy đi bán đi. Nó chưa hải lấy đi bán đấy á? Vâng. À, có vẻ như là càng vào trong rừng sâu thì có rau thì khá là nhiều này, nhưng mà lấy loại nào? Loại màu trắng hay màu đỏ? Đây à? Đây không phải. Không phải à? Ui, vào trong rừng sâu thì có vẻ... Ui, thảo quả Sử đây này. Dạ. Này thưa các bác này, thảo quả của bà con hình như là vào trong rừng sâu để mà trồng ấy. Cho được nhìn thấy là có... những cái này là chuẩn bị là ra thảo quả rồi thôi. Này để mà hầm mà để xào lại thịt bò thì rất là ngon đấy. Sử đi vào phía bên này nhá. Vâng. Anh đi vào bên này để xem là nếu mà thấy thì gọi nhau nhá. Vâng. Dê ơi. Sử ơi! Ôi! Đâu rồi? Thấy không? Không thấy đâu. Thấy á? Dê ơi! À, là vào đây là có đường rồi à? Vâng. Đây là có đường lên trên à? Vâng. Có vẻ như là... Vẫn chưa... Thấy à... dấu tích gì của ông để lại cả. Vừa rồi đi thì chỉ có là những cái bó củi thôi, thì cũng không biết là có phải là của ông không. Đây thì có vẻ như là vào trong rừng sâu khá là nhiều rồi các bác, khá là rừng sâu quá rồi. Bây giờ anh em mình đi vào góc ở bên nào nữa. Trên này là có đường à? Mình đi men theo cái đường này một chút thôi xem nào nhỉ? Vâng. Xem là có gặp ông không? Mày sợ rằng là ông cũng đang trên đường mà đi xuống rồi cô bác ạ. Thế đường này là đường đi xuống nhà đúng không? Vâng. Có hai đường. Có hai đường à? Bây giờ phải à?
chắc là phải chia nhau ra rồi. Sử lên đường này nhá, anh lên đường này. Anh em mình mỗi người đi một đường nào. Thấy thì gọi nhau xử nhá. Vâng. Ôi đây có vẻ như là có những cái vết tích con gì đào khá là nhiều sử ạ. Vâng. Ôi cây này cây gì ấy sử ở đây này. Đây này. Đâu. Cây này như kiểu cây chua. Vâng. Cây này hình như là ăn được đúng không? Ăn được. Loại nào ăn được nhưng mà nó có hai loại này. Nào ăn được mà. Này sử thử một cây nào. Cây này thì rất là chua các bác ạ. Sợ thấy gì ấy? Cái lá này, cái lá gì ấy? Lá đấy á? Có quả ăn được đấy. Có quả? Nhưng mà chưa chín. Đâu, quả nó như nào? Đây. Như này nó chín là ăn được à? Vâng. Có vẻ như vào rừng thì em xử là biết là khá là nhiều những cái rồi. Ôi, cái này là hình như người ta làm bánh sao nhỉ? Đây, cái này ấy. Cái này này. Không phải chứ. Cái này là để làm bánh nhá. Nó rất là mùi nhưng mà. Đâu, xử thử cho anh xem nào, cái này này. Nhưng mà nó chín thì nó chuyển thành màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ á? Vâng. Đây, xử bảo là đi vào trong rừng thì cây này cũng là loại này, cô bác này. Anh em mình ra hướng bên kia rồi nhỉ? Đi đón ông mà vẫn chưa thấy ông đâu cô bác. Ui, ở đây thì có vẻ như là ai lấy củi để đây rất là nhiều này sửa này. Hay là có thể là ông lấy củi là để đây ấy. Hầu như là bây giờ là đến đỉnh của các bác ạ. Còn một đoạn nữa thôi là hai em là đến đến cái đỉnh mà ông ra đây điểm mà khai thác tổ ong với lại lấy củi ở đấy. Anh em mình nghỉ ngơi một chút xong rồi lại tiếp tục đi thôi. Chứ ở trên này thì còn rất là xa xôi đấy. Ui, ăn luôn á? Vâng. Cái rau này thì ở chỗ nào có nhiều nhất? Đi xa thì cũng có nhiều. Đi xa thì có nhiều à? Thế càng đi xa thì càng có nhiều à? Vâng. Đi vào rừng để mà lấy cái này bù nước thì cũng rất là tuyệt vời các bác ạ. Hôm mọ thì nghe ông bảo là nghe người khác người ta nói rằng là ông đi với lại thêm là một người bạn của ông nữa các bác. Thành ra là không lo lắng cho lấy. Nếu mà để ông mà đi một mình ấy, thì thật sự ra rất là nguy hiểm. Ở trong rừng thì có thể là gặp rắn rết này, rất là nhiều mọi cái nữa. Rất là nhiều các bác cũng quan tâm về tình hình của ông là đi rừng hiện tại là như thế nào rồi. Đấy, nhưng mà hiện tại là cũng đã có tin tức rằng là ông đi vào trong rừng, đi vào rừng là khai thác rồi, là ông ở lại cái lán của người ta. Khi mà khai thác được về rồi thì ông ngủ lại đấy. Đấy, nhưng mà ở đây thì Sử đã từng bao giờ cùng với ông là đi suốt mấy ngày như thế chưa? Chưa đã. Chưa đâu à? Vâng. Thế là lần này là ông mọi lần đi là ông đi lần đầu tiên đi một mình à? Vâng. Là cho hai anh em là ở nhà đúng không? Vâng. Thế là mỗi lần mà ông trở về thì hay thường lấy được mật nhiều không? Có. Được mật nhiều à? Vâng. Đi mấy hôm như thế này thì chắc là lấy được rất là nhiều cô bác. Gặp những cái chỗ mà chuẩn bị xuống dốc một chút được cô bác ạ. Hầu như là đi chơi gọi là cái đỉnh của nó rồi. Sử nhổ cái gì đấy? Ai? Dầu ấy. Ai, có vẻ như là, này xem nào. Đây là cô bác này, đây cũng có giả củ lam này. Ở trên này có cái loại này nhiều không Sử? Không có đâu. Không có nhiều á? Có ít thôi. Có ít thôi á?
Hai anh em thì vừa đi xem là vừa nhổ xem là một tí nữa khi mà gặp ông thì sẽ được bao nhiêu nữa không bác? Tại vì cái này là giá lá giả cụ lam, các em chưa biết là cái công dụng của nó cho nên là không đi khai thác nhiều cô bác ạ. Ui, đây có vẻ như có cây chuối này. Vâng. Ở đấy đi đường nào ấy? Đi men theo chuối xuống à? Hả? Men theo chuối xuống à? Hái cái rau kia à? Chẳng có rau. Hái rau á? Anh ra bên này xem nào. Dê ơi! Dê ơi! Dê ơi! Ui, nước ở đây có vẻ như là rất là mát đấy, nước này. Nước này là nước là đầu nguồn đúng không sư? Vâng. Ui đây này. Mát lắm. Nhưng mà có cái hạt gì đây? Đây hạt gì đây sư? Là cây này. Cây này trên này có nhỉ. Ờ. Như kiểu là quả hạt điều ấy các bác ạ. Nhưng không biết là có phải hạt điều không. Nước này lạnh buốt luôn, nước này. Trên kia chắc là có rau mới nhỉ? Nghe có. Thôi mình cứ đi xem, đi tìm ông đó, đi đón ông đó. Ôi đây này, ai lấy củi để đây này? Có phải ông đấy? Nếu cái anh củi này thì là có thể là ông lấy để đây được cô bác này. Tại vì nó còn rất là mới. Ôi đây có vẻ như có ai lấy củi để đây khá là nhiều sứ ơi. Vâng. Vừa đi vừa gọi nhá. Vâng. Dê ơi. Dô. Dê ơi. Dê ơi. Dê ơi. Ôi, đây có măng rồi ở đây này. À không, không phải đâu. Thế là nếu mà xử đi lấy măng là lên tận đây để lấy à xử? Vâng. Chê ơi. Dê ơi. Ui, ở dưới bên kia có một chỗ sạt ghê lắm này sư. Vâng. Ôi, đây là cái quả gì đây nhỉ? À, đây quả thảo quả này cô bác này. Đây. Thảo quả đấy cô bác. Đi cẩn thận sư nhá, chỗ này ấy. Ôi giời. Ui. Nguy hiểm quá. Đây phải nói là ông cực kỳ mà khỏe luôn cô bác ạ. Năm nay đã gần, năm nay 80 tuổi rồi đấy, nhưng mà ông vẫn còn trèo đèo lượn suối để mà đi tìm được mật ong các thứ.
Thế có vẻ như là mấy anh em đi loanh quanh hết ở cái rừng này của bác này, vẫn còn là chưa có gặp ông. Sợ rằng là lúc mà anh em mình đi vào được xe máy thì có đường khác nào mà đi vào nhà không? Có. Có à? Bên này có đường xuống nhà nữa. Bên này có đường xuống nhà nữa? Vâng. Có khi là ông lại đi về nhà thôi cô bác. Tại vì là ở đây thì rừng thì nó rất là rộng, để mà tìm thì thực sự mà tìm rất là khó, như kiểu là mò khi mà đáy biển đấy cô bác. Anh em cũng chỉ biết là vừa đi là vừa gọi ông. Em mong sao là một tí nữa đến nhà thì gặp ông ở nhà đi. Bây giờ ở phần phía bên này thì anh em mình chưa đi thôi nhỉ. Hay vừa rồi thì mấy anh em đã đi được ở phần phía bên này, hầu như là đi hết rồi cô bác ạ. Có những chỗ mà có những đoạn thì là mấy anh em vừa đi thì vừa ghi được hình, còn là những cái đoạn khó quá thì anh em lại không thể mà ghi được hình nữa. Thật sự ra là đến bây giờ mà chưa gặp được ông thì rất là lo lắng, không biết là ông liệu có chuyện gì không. Nhưng mà hôm nọ là hai chú với lại thím Sử thì lên trên rừng thì cũng tìm rồi, thì cũng có gặp người nói rằng là ông hiện tại thì không có gặp chuyện gì đâu cả cô bác, vẫn còn rất là khỏe mạnh, và ông thì là đang ở với lại thêm là một người bạn của ông nữa, là hai ông với lại thêm một ông nữa là đi kiếm mật đấy. Có thể là một khi đã đi vào rừng ấy thì phải là đi tận 4-5 hôm thì là mới về được. Hay bây giờ thì anh em mình đi vào bên kia đi. Vâng. Trên này thì có vẻ như có lá rong rất là nhiều nhỉ. Vâng. Dê ơi! Dê ơi! Dê ơi! Vừa rồi thì hai anh em có chia nhau đi ra để mà tìm, nhưng mà cháu Lực thì từ bên trên này xuống, còn em Sử thì hiện tại là đang ở phía bên kia. Sử thì cũng xuống đây rồi. Thấy không Sử ơi? Không thấy đâu. Không thấy đâu á? Thế vẫn chưa thấy à? Các cây to ấy nhỉ. Cây to đấy nhỉ. Sử xem là ở trên kia nó có tổ ong không, xem là có vết tích mà nó bị trơn trơn không, có ai mà bám lên không? Không có đâu. Không có à? Ôi, không có à? Dạ. Những cái cây to này thì hay có tổ ong khoái ở trên này thì cô bác này thì sợ rằng là ông cũng lên trên để mà khai thác thôi. Nếu mà có những cái vết cây nào mà bám thì có thể là hiện tại là ông đang ở xung quanh ở bên này này. Ở ra tít bên kia là có một cái thôn làng đúng không? Vâng. Thế bây giờ anh em mình di chuyển ra bên kia để mà hỏi cái thôn, hỏi bên kia xem là có nhìn thấy ông không? Vâng. Nhá. Sợ rằng là người ta nhìn thấy ông là đi về rồi đấy. Vâng. Thế vừa rồi thì hai anh em phải nói là cô bác ạ, đi được một vòng từ trên kia xuống rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy gặp ông cả. Hiện tại thì ở phần phía bên này thì phải nói là cháu Lực với lại em Hải thì gọi cháy cả giọng rồi. Ôi Sử trên tóc dính nhiều quá nhỉ. Lấy ra đi. Đây này, dính ở đây. Đi từ trên này xuống ngứa lắm cô ba, tại vì nó toàn là cây ruột hết đấy. Đi nhà kia hỏi xem có thấy ông không? Đâu, ở nhà nào? Nhà kia đấy. Bên này á? Vâng. Bên này có nhà đấy à? Vâng. Thế anh em mình đi sang bên này xem nào. Chỗ này Sử đã từng lên trên này bao giờ chưa? Dạ. Rồi à? Thế thì trước Sử là lên trên này làm gì? Thì thả trâu trên này ấy. Thả trâu à? Dạ.
đi xem treo. Thế chỗ này là em có từng ra bên này để lấy tổ ong về chưa? Tít trên tỉnh đá cao kia có đi lấy không? Có. Đấy, có vẻ như là ở những cái phần tảng đá từ núi cao của cô bác này thì có chắc là có tổ ong ấy, tại vì là ở trên kia thì có rất là nhiều tổ ong khoái. Hay vừa rồi thì Sử nói rằng ở bên này là có nhà đấy. Nhà này thì là người ta nhà ở hay là nhà gì? Nhà ở bên này. Nhà để như này thôi à? Dinh dưỡng thôi. Có người ở không? Không biết. Có không? Chết có đấy. À, đấy chỉ sợ rằng là bà con lên trên này là làm đi chăn trâu của bác này thì làm những cái ngôi nhà đấy. Ôi, ở đây có nhiều chè đấy Sử. Vâng. Ôi, đây thì có vẻ như là thuộc dạng chè hẳn là của thụ luôn này cô bác này. Cây rất là to, có vẻ như là được chỗ này thì có biết ai trồng không? Có. Ai trồng ấy? Nhà dưới cái trồng. Nhưng mà anh nghĩ là chè cây to như này thì chắc là đợt mà Sử là còn bé tí chắc còn đó đã có rồi mà nhở. Vâng. Có vẻ như có chè rất là nhiều cô bác chỗ này. Nhiều chè. Dân ba cái tiền này mà. Ui, cái đầu phải lấy. Ồ hơn á. Phụ tàu bác này chứ mà. Bác phụ nông như vậy. Ồ, thế là chú là cũng dân tộc Nùng của bác à. Thử vào nhà chú một chút thôi. Phụ tàu bác này chứ mà. Ôi, chú biết nói tiếng phổ thông không? Này thịt gì đấy chú? Cày hôi á? Thế là đây là chú đi bắt được hay là như nào? Bấy. Chú bấy được à? Đấy, vừa rồi thì cháu Lực ra bên kia thì hỏi nhà của chú kia rồi đấy, nhưng mà không có bảo là không thấy ông ấy cô bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Sử lên trên này một đoạn nữa. Sử bảo là ở trên kia là có một cái hang à Sử? Vâng. Hay có một cái hang thì không biết là liệu rằng là ông có ở đấy không? Sợ rằng ông mệt quá là ông nghỉ trưa ở đây đấy. Ui dồi, thế này có vẻ như là không có đường đi rồi cô bác. À, đây có một cái đường trâu đi này. Ui, chứng tỏ ông có Sử là cái sức bền rất là khỏe cô bác ạ. Khi mà leo được những cái cung đường như này. Chỗ này thì có vẻ như là có cái dâu ruột này rất là nhiều các bạn ạ. Dê ơi! Dê ơi! Dê ơi! Có vẻ như là gọi một cái là ở bên kia là có tiếng vang vậy luôn đấy. Ở chỗ nào Sử vào chỗ nào có cái hang ấy. Đấy. Đây đúng không? Bên trên này à? Vừa rồi thì hai anh em đi thì toàn là rừng trúc, bây giờ thì không có rừng trúc đâu cô bác này. Chỗ này ấy. Ôi ôi, chỗ này còn đường ở đâu? Có. Có đường. Hết đường rồi. Hai anh em, mấy anh em là bây giờ là phải mò đi thôi cô bác ạ. Thì gặp ông ở đâu thì oh.
Ở đâu? Ở đâu có hàng ấy, đi thử xem ông có đấy không? Có cái đèn pin không? Hả? Có cái đèn pin không? Có đấy. Ui. Đi. Đường nào ấy? Dạ, trên đấy. Trên. Ôi, đi vòng đằng kia thôi. Đúng không? Vòng đằng kia thôi. Hầu như là đây là không có ai lên nữa rồi nhờ. Đường này à? Sử dẫn đường đi. Ui, tưởng là con sâu chứ. Sợ quá. Ôi, như kiểu là có ai đi vào đây ấy Sử. Sử là có... À, em Sử bảo là đây có một cái hang mà trước Sử hay ra đi chăn trâu, là đi vào đây để mà trú mưa không bác ạ. Không biết là buổi tối là ông có ngủ ở đây không? Đi đường nào xuống ấy. Ui, sâu đấy nhở? Ra xuống không? Có, chắc là phải dùng đèn pin đấy nhở? Dạ. Hãy... Ui ôi. Dê ơi! Dê ơi! Ui, vào trong này khá là mắt của bác ạ. Vậy phải là lắp cái đèn pin xem nào. À, ông có ở dưới đấy không? Dê ơi! À, từ từ để anh lấy đèn của bác ạ. Sử đã từng ra chỗ này bao giờ chưa? Đã từng ra chỗ này bao giờ chưa? Có rồi à? Đâu ấy? Và trong này như kiểu là có sương mù ấy các bác ạ. Ôi, như kiểu là có ai ở trong này sao ấy Sử à? Có đấy. Nhờ? Dạ. Như kiểu là có vết tích ha. Ai đã từng ở đây sao các bác ạ? Đấy. À, từ từ. Ôi. Cẩn thận nha, trơn lắm ấy. Bỏ dép ở trên kia đi. À, em cameraman bỏ dép ở trên kia đi. Chỗ này trơn lắm. Từ từ nhá. Này em có thể vừa cầm đèn vừa đi được không? Thì em mới nhìn thấy đường. Hãy. Ôi. Thật sự là rất là sâu của bác ở trong này ấy. Xem nào. Hình như là có vết tích là có người ở đây sao ấy Sử ạ? Đây còn đi đường nào nữa? Đây. Đi xuống này à? Chỗ này là có chỗ nào thủng không? Hả? Có chỗ nào thủng không? Ui, cẩn thận nè, cẩn thận nhá. Ôi, rắn. Đâu? Chui xuống đây rồi. Phải rắn đâu, chuột thôi. Chuột á? Có chuột nhiều đấy, trên đấy có súng, có đứt chưa? Anh kia, bấy được à? Chỗ này là nó thủng đi ở đâu? Đây là nó thủng đi ở đâu? Không thủng á? Thế bây giờ nếu mà đi một đoạn nữa thì đi đến đâu? Tiếp kia à? Mình đi vào kịch chỗ kia xem là liệu ông có ở đấy không? Tại vì là cái hang này Sử có chia sẻ rằng là trước là hay ra đây để mà trốn đấy các bác. Ở bên kia thì còn là một để đến nữa thì hai anh em mình sẽ đi ra xem nào. Cẩn thận nhá. Có rất là nhiều chuột đấy. Như kiểu là có dấu tích có người ở đây sao ấy. Sự. Ôi, ở kia cây gì đây? Kia. Có cây gì đây? Ôi, chỗ này. Cây gì đây? Hình như là đây. Hình như là kiểu có một cái cây gậy ở đây này các bác này. Ui. Chỗ này là kịch đúng không? Ở đây có một cái cây gậy này các bác này, có thể là ông ngủ ở đây xong rồi lấy gậy ở đây sao ấy. Đường nào đi ấy? Đường này. Đâu? Đây. Đây có đường á? Đâu xem nào. À đây. Vẫn có một cái con đường ra nữa các bác ạ. Ôi. Nhưng mà thật sự là đi rất là khó. Ui. Đi cẩn thận nhá.
Thằng bạn à. Tối quá. Hả? Tối quá. Không phải vào đây thì tối quá rồi. Thật sự vào đây là... À đây có một con. Đánh, con... đánh. Con gì ấy? Đây, đây, đây. Ôi con rơi à? Con rơi à? Đúng rồi. Ui kêu con rơi của bác này. Là ở đây là một hang động rơi của bác. Thế bây giờ đi vào đường nào nữa? Hả? Bây giờ đi vào đường nào nữa? Trên này. Trên này à? Cẩn thận nhá. Cẩn thận nhá. Đi tìm cái này đi. Tìm rơi á? Ừ. Ở đây có không? Có đấy. Đâu làm gì có nữa. Ui có to đấy. Để cái tí về đấy. Xem chưa có. Thế tí còn đi đường này nữa à? Thôi bây giờ là có lẽ là ở trong hang này là không có ông, là không thấy ông nữa rồi cô bác ạ. Đấy đường đi thì rất là khó cho nên là chỗ được sẽ không có ghi hình thêm nữa. Để một tí nữa ra bên kia là xem là các bác ở bên kia nhìn là có thấy ông hay không thì cháu được sẽ ghi hình lại các bác. Đấy có vẻ như là các cô lên tận trên rừng già mà để lấy cây vầu về đấy cô bác. Ai làm ấy chân nàng thú ta mới nổ nè nổ. Tê, tê đầu mà lê dê. Tê phải á? Ồ. Tê bóng cũng phải vậy. Này đầu sư bố nè. Sư nào? Đấy, ông thì vẫn còn là rất là khỏe đấy cô bác này, vác được ít nhất là tầm 100 cân đấy, đùa đâu. Không có. Không có à? Ôi dê nó bẻ cái thắm đồ tuyết chứ nào. Trồng đưa đứa chứ rơi này chứ. Phải không? Tiền này thật phải châu mày chứ. Bà đây nó khá nét mà ta chứ. À, chỗ này thì có vẻ như là có đường xuống hay sao cô bác ạ, chỗ này ấy. Ui, nhưng mà cũng có vẻ như là toàn đường xuống dốc thôi, rất là khó. Dê lan sắm à? Dê thì bay mà thèn sắc đục thèn sắc à lão ông bay bố? Thèn á? Biết từ đâu về mẹ? Nga tiếng xin là phải ở đường tổ này. Nương mà thắng chưa? Cô để sẵn thì phải đá nó gì tổ nó? Thương tổ lắm à? Thương ăn đâu ơi, nó cũng biết thương rồi. Đấy, con mi á? Ông vừa rồi ông nói rằng là thời gian này thì mật nó chưa có nhiều máy cho nên là chắc là ông là còn phải đi tìm thì nó mới có được. Vâng. Ui giời, trên này có mấy tảng đá to đấy nhở. Lên trên này thì cực kỳ là mát cô bác ạ, trên này ấy. Bây giờ thì hai anh em cũng ra nhà chú bên này hỏi rồi thì bà cũng không có gặp. Và gặp những người nào mà lên trên rừng già lấy củi xuống ấy thì cũng chưa có gặp ấy cô bác. Thế bây giờ thì có lẽ là mấy anh em mình xin dừng cái hình đấy thật sự ạ. Để mai anh em mình đi tiếp. Ra phía bên kia thì vừa rồi thì các bác bảo là không có gặp rồi. Trên kia thì có những cái tảng đá cực kỳ là to đúng không bác? Ở xung quanh nhìn thì trông có vẻ như là hầu như là không có một cái ngôi nhà nào nữa rồi. Ở đây thì có một cái ngôi nhà là nhà cô chú ở đây thì cô chú bảo là thả lợn. Không, nhưng mà không biết là có phải đất của nhà cô chú này không? Sử có biết không? Không phải đâu. Lên trên rừng ra này.
À, có nghĩa là lên trên rừng già này thì ai thích làm nhà cũng được đúng không? À, nhưng mà mình không phải là được sở hữu đúng không? Đấy, và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Đấy, có lẽ là ở video sau thì sẽ đi có lẽ là ở video sau thì cho Lực sẽ tiếp tục là chia sẻ lên thôi các bác ạ. Bây giờ thì thời lượng thước phim thì cũng khá là dài rồi, anh em thì đi thì cũng khá là thấm mệt rồi. Có lẽ là bây giờ là anh em mình sẽ phải đi xin ăn một chút thôi sửa. Dạ. Xin nhà cô chú để ăn bởi vì là cô chú đang nấu cơm. Sửa thì đã đói chưa? Đói, ạ. Đói rồi à? Dạ. Hai anh em thì đi từ sáng sớm này rồi cô bác ạ, đến trưa. Đến trưa rồi thì vẫn chưa có gặp ông cả. Không biết là ông đã về tới nhà chưa hay là có chuyện gì xảy ra nữa không cô bác. Tại bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim này thôi cô bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở đường sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Chào sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.